toàn quốc về số lượng, đội ngũ trí thức tỉnh Thừa Thiên Huế có mặt hầu hết trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và giữ các cương vị chủ chốt của hệ thống chính trị, quản lý nhà nước, các ngành kinh tế, kỹ thuật, khoa học công nghệ và khoa học xã hội nhân văn. Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ 7 năm 2023 sẽ vinh danh 17 nhà khoa học, trí thức tiêu biểu đã có những công trình đóng góp cho nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, tiến đến trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2025. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh TRT và các nền tảng kỹ thuật số của đài lúc 20 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2023. Kính mời quý khán giả đón xem.